Chào mừng các bạn đã đến với Mỹ Tho Laptop. Ngày hôm nay Mỹ Tho Laptop xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm laptop của Sony Vaio. Sony Vaio BCG 61A12L trắng vân kim cương đẹp không tì vết sẽ hấp dẫn các bạn nữ ngay ánh nhìn đầu tiên. Cùng với các cấu hình mạnh Intel Core i5-2430M, tốc độ 2.4GHz 4 nhân, bộ nhớ đi kèm DDR3 4GB, ổ cứng 320GB, màn hình 14 inch sắc nét. Âm thanh vòm Sony mang lại trải nghiệm nghe nhạc ấn tượng cũng như xem phim. Ổ DVD và các cổng kết nối đầy đủ USB 2.0, USB 3.0, tích hợp cả VGA và HDMI cho bạn xuất hình sang máy chiếu hay LCD vô cùng dễ dàng. Còn chần chờ gì nữa mà không nhìn về ngay nào, bảo hành an tâm 90 ngày toàn bộ phần cứng, tặng kèm phần quà trị giá 200.000. Dòng laptop Sony Vaio BCG 61A12L trắng rất thích hợp với các đối tượng là người dùng văn phòng, học sinh sinh viên với các nhu cầu giải trí cơ bản. Các bạn có thể xem thêm các sản phẩm laptop khác tại trang chủ mỹtholaptop.vn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mỹ Tho Laptop. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo các thông tin sau: website mỹtholaptop.vn, hotline kinh doanh 0907077226, hotline kỹ thuật 0918738281. Hãy truy cập Facebook và like fanpage Mỹ Tho Laptop, đồng thời bật chế độ theo dõi fanpage thành xem trước để nhận ngay thông tin sản phẩm mới nhất mỗi ngày.